Hello anh em nhá. Hôm nay anh em bọn em lại tiếp tục đi vào rừng. Em với anh Quảng lại tiếp tục đi vào rừng đi thăm thăm bẫy chuột đây. Hy vọng nó xính một con gì đấy để cho anh em xem. Đấy, cái đoạn kia chưa kịp quay lại cho anh em xem, tiếc quá. Nó dính một con sóc mà nó bị chết anh em ạ. Tiếc ơi tiếc. Nhớ đoạn này còn trái nữa. À kia là. Đâu? Không có không anh? Tới tới tới. Ôi đi được con chuột em ơi. Đâu? Chết rồi sao ấy? Đây lồng em chết rồi hẳn xuống dưới này. Chết không nhỉ? Ôi chưa chết. À. Ôi chuẩn bay. Chưa chết, con này to mà. Chuẩn bay này. Ui trời ơi, có trông hay nhỉ? Ừ. Cái, một em cái. Úi giời, này nó gơ ra đổ cả lồng xuống ăn hết mồi này. Con này chắc dính quá. Chắc mới dính. À, cái này kéo lên không cái nó hở ra cái nó ui đẹp chưa anh gọi anh Thiện á à? nâng lên không đi một em chuột mây nhá đấy cái chuột này thì lâu lâu mới được đấy anh em ạ, nó cũng hiếm. Chuột này ăn ngon anh nhỉ. Thấy các bạn này, là anh em mình đã quay được con chuột mây này. Đấy, đẹp không? Lúc ấy ở dưới kia một cái được một con nhưng mà bị kẹt lồng. Nó ra mất. Nó bị chuột rất là vàng đẹp anh nhỉ. Sập nhưng mà nó lại không khóa được cái then. Đây, bây giờ mình bắt xong bắt đầu mình thay mồi. Chuột mây thì đẹp nhỉ. Ừ. Nhìn trông không xinh như này, ăn cũng không lỡ. Nhưng mà thịt ngon. Thịt nó lại quá ngon, đặc sản. Này nhá. Trời ơi, vậy là anh em mình hôm nay là có món đặc sản thịt chuột rừng rồi. Lại được con nữa ngon nhỉ. Ôi em ơi. Sao? Con này con cái. Cái à? Ờ. Cái anh thịt. Cái anh. Chuột ngon này. Bình thường bao giờ đã bình thường bọn em đã bao giờ đã được ăn cái món chuột hiêu này. Trời ơi, ngon. Ăn hết. Được hai con rất là to nhá. Đây các bạn nhá. Tuyệt vời luôn. Ý, bây giờ mình cho vào đây, cho vào đây. Cho vào đây để đi thăm mấy cái nữa. Được nhiều đâm nó ham. Căn bản là hôm qua nắng ấy, hôm nay nó khác ngay đúng không? Mấy hôm trời mưa dầm dài không dính được mấy. Lồng này là rất là hiệu quả. Lồng chuột nó không chết. Mình 1-2 ngày mình đi thăm vẫn thoải mái. Mà cái lồng này xịn này. Cái lồng này cả đánh trồn đen ấy, bạc má cái thứ vẫn ngon. Đánh lồng như này thì chuột nó sống ra như nắng này. Mà một ngày mình không đi thăm nó vào nó chết cái khối ngay. Tiếc nhỉ. Vừa nãy thì mất hai con sảy kia tiếc thật ấy. Là một con nó càm ra đến cửa rồi. Nhưng mà nó lại không dẫm một cái lẫy. Nó sập thì nó lửa người nó chui được ra. Còn một cái thì nó lại móc từ đằng sau. Nó đi từ đằng sau nó hất đổ lòng. Bây giờ mình cho mồi vào. Chuột này là cái đánh dứa nó nhạy nhất hả? Đúng rồi. Mà kiểu mình đánh dứa ở đây là được cả sóc chứ các thứ nó nhạy đúng không? Khi mình đặt lại mình nên thử lại cái xem lòng nó còn nhạy không. Bây giờ mình tiếp tục mình đặt. Anh đi. Anh đặt đi. Và bây giờ anh em mình lại đi tiếp nhỉ. Rồi, ok. Ok, anh đi trước đi, anh đi trước đi. Còn hai cái nữa là hết đúng không anh? Bây giờ anh em bọn em lại tiếp tục đi nhá. Hy vọng là hai cái này nó sẽ ăn hàng. Hy vọng hai cái này nó sẽ ăn hàng anh em nhá. Đây anh em ơi, bây giờ anh em mình lại tiếp tục đến cái bẫy này rồi. Cái này là cái cuối cùng. Hy vọng là sẽ dính. Còn dưới kia là lá của anh em mình. Chắc là các bạn không nhìn thấy đâu. Anh em xuống xem đi, anh xuống xem đi. Ôi lại dính em ơi. Dính không? Đâu. Ấy là ngon. Ui giời, lại con chuột mây nữa hả? Anh từ từ để em quay rồi. Tua khiếp luôn rồi. Trông như kiểu con gì ở trong trông như con miền trong nó gọi là con hon hay con... Không, em lại nhìn thấy giống con chuột túi kangaroo. Không, đây này. À con này bị sập đứt đuôi này, con này đuôi nó dài quá nó kẹp ở ngoài này. Đây, mất xin các bạn. Ui béo chưa? Rồi ôi, con này màu xám, hai con này màu vàng. Đây. Hai con này màu vàng này. Rồi ôi, lặng lắm. Con này được à? Được cái. À, con này đang có bầu rồi, sắp đẻ rồi. Ừ. Con này. Cho vào. Con này để nuôi nhá. Ừ. Con này nó có bầu sắp đẻ để nuôi. Bắt ra túi anh em nhé. Ui dồi, còn to thế. Đến mất một đoạn đuôi.
Nhưng cái đuôi nó dài quá, nó kẹp vào lồng. Tiếc nhỉ. Bụng có bầu căng lè đấy. Con này nuôi nó đẻ sinh sản, cái chuột này rất là ngon nhá. Nên là khó bắt cái con nào mà nó đang có bầu như này về nuôi nó đẻ con nó nuôi được. Đẻ con xong mai mốt làm mồi bẫy rắn. Thuần nó bẫy rắn thì nuôi nó sinh sản để nhân giống thì hay. Ừ, em thích làm bẫy rắn hơn. Bẫy rắn thì nhạy quá, rắn ăn sang chứ. Cái đuôi ghê chưa? Đuôi nó to nó dài. Con này giống con hươu. Con chuột hiêu. Em thấy giống con kangaroo. Không, cái con hươu chuột mà trong miền Nam người ta hay có đấy. Là con nó gọi là con gì nhỉ? Con hon. Không phải, con hon là con hươu con nhím. Ừ, hon giống con nhím. Không, con chuột hiêu, con hươu chuột mà bé tí tí nó gọi là con gì nhỉ? Giống như con hoẵng con này, nó chỉ bé tí có 2 cân đấy. Ừ. Tự nhiên em lại quên tên con đấy. Anh thấy. Con đấy mà người ta bảo là lấy sừng của nó đeo vào cổ để đi ấy. Treo, sừng treo. Rồi đặt tiếp đây nha. Ừ, đặt đây, khả năng đi. Lại có. Hôm nay thì may mắn quá được một. Hôm nay tất cả là nếu mà tính tất cả là dính 7 con nhưng mà sấy mất 3 đúng không? Còn 4 đúng không? Ba cái lồng kia là do là bị lật lồng. Nó vào nhưng mà không. Đây nha, đây là thành quá của anh em mình bây giờ. Bây giờ anh em mình sẽ xuống lán, đây lán này anh em mình dựng ngay kia thôi. Anh em đi trước đi. Ấm rồi. Woo! 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 Ngon rồi, trúng lớn rồi. Bọn em bây giờ bọn em đến lán rồi. Giờ bọn em chuẩn bị thịt nó đây. Xin phép anh em nha. Chúc tất cả anh em xem video vui vẻ nha. Có bất kỳ thắc mắc hay là cần chia sẻ cái vấn đề gì anh em cứ đặt bình luận phía dưới nha. Em sẽ cố gắng trả lời anh em.